Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất mừng chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin nhận định thị trường ngày của em. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã trải qua một phiên giao dịch rất là hứng khởi và mang lại nhiều cái cảm xúc tích cực cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã chính thức vượt qua cái ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm với cái sự lan tỏa của dòng tiền. Anh chị có thể thấy là ngày hôm nay thị trường của chúng ta có 389 mã tăng, chỉ có 80 mã giảm giá và 39 mã thì đứng giá. Và về các cái nhóm ngành thì anh chị có thể thấy là cái sắc xanh bao trùm gần như tất cả các nhóm ngành trên thị trường, đặc biệt các cái nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản đóng góp điểm số tăng rất là lớn cho thị trường chúng ta. Nhóm ngành ngân hàng đóng góp điểm số tăng là khoảng 7,3 điểm, trong khi đó nhóm ngành bất động sản đóng góp 2,5 điểm và các cái nhóm ngành còn lại. Và như trao đổi trước đây của em đã nói rồi, nhóm ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện tại nó sẽ đóng cái vai trò là điều tiết chỉ số của thị trường. Và anh chị có thể thấy là trong những phiên trước đây, khi nhóm ngành ngân hàng nó chưa ra tay thì thị trường chúng ta rất vất vả để tiến đến cái ngưỡng 1.300 điểm và đều thất bại. Nhưng ngày hôm nay cái nhóm ngân hàng nó đã thể hiện được cái vai trò của nó khi nó đã nâng đỡ thị trường và giúp thị trường ta vượt qua được cái ngưỡng 1.300 điểm. Và anh chị có thể thấy là ngày hôm nay cái sắc xanh sắc tím đã bao trùm rất nhiều các cổ phiếu trong nhóm ngành, các nhóm ngành ạ. Chẳng hạn như nhóm ngành của chứng khoán thì anh chị có thể thấy những cổ phiếu như con VCI ngày hôm nay tăng điểm rất là tốt khi nó có một cái sắc tím. Đấy thì chúc mừng ai ngày hôm nay anh chị có thể mua được cổ phiếu của VCI, hay là con STS ngày hôm nay là cái con cũng có một sắc tím. Đây là hai con duy nhất trong nhóm ngành của chứng khoán ngày hôm nay đã có sắc tím, và hai con này đã được khuyến nghị trong cái zoom khách hàng của em. Tuy nhiên thì khách hàng của em là mua được con FTS bởi vì nó nhẹ mông hơn nên đã mua con FTS thay vì mua con VCI. Tuy nhiên thì cả hai con đã có sắc tím, và em và khách hàng đã mua từ cái phiên của ngày mùng 6 tháng 6 cơ. Thì ngày mai là cái lượng hàng T3 đã về rồi, thì ngày mai chắc chắn là sẽ có một mức lợi nhuận đối với cổ phiếu của FTS rồi đấy. Và hay là các cái cổ phiếu khác trong các cái nhóm ngành khác tăng rất là mạnh, chẳng hạn như nhóm ngành bán lẻ ngày hôm nay chị có thể thấy như là con FRT ngày hôm nay tăng rất là tốt ạ. Ngày hôm nay tăng gần như là tím. Tuy nhiên thì em không mua con này, nhưng em và khách hàng đã mua được con này DGV kép anh chị ạ. Đấy, con DGV kép thì ngay ngày hôm qua em thấy nó có một cái phiên test cung khá tốt với thanh khoản rất là thấp, thì em đã nhắn cho khách hàng là ngày hôm nay chú ý đến con FRT và đưa ra một kịch bản để anh chị có thể mua được. Đấy thì ngày hôm nay thì cũng mua được một phần con FRT, con DGV kép, bởi vì nó cũng chạy khá là nhanh chị ạ. Đấy thì ngày hôm nay nó cũng có một sắc tím, thì chờ T3 hàng T3 về thì mình sẽ xử lý. Tuy nhiên thì mình vẫn đang đi tốt với cái phương pháp của mình và đang chọn được những cái cổ phiếu tốt trong một cái thị trường rất là biến động hiện tại. Đấy, và các cái cổ phiếu trong nhóm ngành khác ngày hôm nay cũng tăng rất là mạnh, chẳng hạn nhóm ngành banh thì con VPBank, MVB, một số cổ phiếu khác. Đó là những cái cổ phiếu nhóm ngành đã tăng rất là tốt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì trái ngược với các cái cổ phiếu tăng giá thì trong cái nội tại của thị trường chúng ta vẫn có cái sự chốt lời, vẫn có một sự bán ra của một số cái nhóm ngành cổ phiếu đã tăng nóng trong đoạn trước đây, chẳng hạn như cổ phiếu cho nhóm ngành của cảng biển, hay là nhóm ngành của cảng biển, hay là nhóm ngành của thủy sản. Đặc biệt là cổ phiếu trong ngành thủy sản ngày hôm nay đã bị bán rất là mạnh. Anh chị có thể thấy chẳng hạn như con VSC cái thanh khoản bán rất là lớn, con ANV cũng là một cái phiên bán thanh khoản khá là lớn, hay là MC cũng là một phiên bán thanh khoản rất là lớn, hay là nhóm ngành cảng anh chị có thể thấy con HAH ngày hôm nay cũng là một phiên bán rất là lớn. Nếu như anh chị em nhà đầu tư chúng ta mà chúng ta không biết lựa chọn cổ phiếu trong hiện tại, chúng ta mua ngay vào những cái cổ phiếu đang ở trong cái chu kỳ bị bán, trong giai đoạn bị bán này, trong giai đoạn tăng mạnh và hiện tại đang phân phối, thì anh chị em chúng ta sẽ gặp phải thua lỗ rất là nhiều. Đấy, thì anh chị có thể trong thời gian tới nếu như chưa định hướng được thì có thể về làm khách hàng của em. Đấy, tham gia zoom của em thì em sẽ đưa ra những mã cổ phiếu tiềm năng để anh chị em chúng ta cùng lựa chọn, đấy, cùng tham gia vào những cái điểm mua tốt anh chị nhá. Đấy, bằng cái việc là mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, gắn ID của em và giao dịch thôi, không mất bất kỳ một khoản phí gì. Hoặc là anh chị tham gia cái zoom thu phí của em nếu như anh chị đã quen giao dịch ở những công ty khác. Đấy, thì đó là một số cái nét về các cái về cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đấy, những cái điểm tích cực và những cái điểm mà nó chưa được tốt lắm trong cái nội tại thị trường chúng ta. Sau đây thì em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào để nhận định thị trường chúng ta. Đó, nhận định số thị trường chung VN-Index trong ngày hôm nay vận động, liệu cái phiên vận động ngày nay nó là điều tích cực hay là một cái điều không tích cực chị nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái điều tích cực của thị trường chúng ta. Điều tích cực đó là về mặt điểm số, nghĩa là thị trường của chúng ta ngày hôm nay đã vượt qua cái ngưỡng 1.300 điểm. Đó là một cái ngưỡng kháng cự tâm lý mà rất nhiều phiên trước đây thì chúng ta chưa thể vượt qua được. Thì ngày hôm nay thị trường ta nó đã vượt qua, thì nó phần nào đã gỡ bỏ được một cái tâm lý sợ hãi, một cái tâm lý lo lắng cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Khi mà cứ gặp phải 1.300 chúng ta sẽ phải bán cổ phiếu ra, chúng ta phải bán thật là nhanh. Đấy, thì nó đã phần nào gỡ bỏ được. Đó là về cái mặt điểm số. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của thị trường chúng ta ngày hôm nay đó nó đến từ cái việc là thanh khoản của thị trường chúng ta ngày hôm nay tăng, nhưng thanh khoản nó đang ở cái mức thấp anh chị ạ. Thanh khoản thị trường ta ngày hôm nay ở mức thấp
nó thấp hơn phiên ngày hôm qua và thấp hơn cả những cái phiên trước đó, gần như là thấp hơn đấy, thật gần như thấp hơn. Cộng với một cái điều không được tốt nữa đó là thị trường chúng ta tăng thanh khoản thấp nhưng lại mở gap anh chị ạ, thì trong thời gian tới nó rất nhiều khả năng nó sẽ quay trở lại kiểm định lại và nó sẽ lấp cái vùng gap bên dưới bằng một cái lý do nào đó, có thể là ông này bị bắt, ông kia bị bắt, hay bất kỳ một cái lý do gì anh chị có thể để ý thấy trong một vài phiên tới nó về lấp sẽ có một lý do gì đó. Đấy, nhưng để đánh giá là phiên ngày mai thị trường ta quay trở lại lấp ngay hay chưa thì em đánh giá là chưa, bởi vì thị trường ta nó vẫn đang có sự hưng phấn thì có thể nó sẽ kéo thêm một phiên ngày mai hoặc là một phiên sau nữa thì nó sẽ lấp ở cái phiên T2 đấy, bởi vì anh chị có thể nhìn lại cái lịch sử ấy, khi thị trường ta ấy, nó có những cái phiên rút chân, những cái phiên rút chân thì thường nó sẽ có thêm một cái hai một đến hai phiên nữa để nó đi trước khi nó quay trở lại nó test đấy, trước khi nó quay trở lại test thì em đánh giá trong cái giai hiện tại ấy, thì thị trường ta đây này chị có thể thấy này, khi mà nó rút chân đây nhá, rút chân này đấy thì nó sẽ có khoảng 1 đến 2 phiên để nó đi lên, sau đó nó sẽ quay trở lại lấp gáp bên dưới này đấy chị, được một này hai phiên này đấy và gì quay trở lại lấp đấy, thì có thể thị trường ta trong hiện tại nó cũng sẽ như thế, là nó đang có phiên rút chân này, nó đã phục hồi này, bật tăng này vừa này thì có thể nó đi thêm một phiên nữa và đến cái phiên ngày kia thì thị trường ta có thể quay trở lại đấy. Thì nếu như chị em nhà đầu tư chúng ta ngày hôm nay mà lỡ mua đuổi những cái cổ phiếu tăng nóng nhá thì rất có thể T3 về, chứ cho anh chị đã được ăn, mà kể cả anh chị mua đúng điểm đi thì cũng chưa chắc anh chị nhá, chưa chắc là anh chị đã mua. Nếu anh chị đu trần đấy thì chưa chắc anh chị đã được ăn, trừ khi anh chị nhanh tay mua được vùng giá dưới thì mới có thể ăn. Và anh chị để ý thêm một yếu tố nữa nhá, là ngày hôm nay chị thấy không, thị trường chúng ta tăng điểm, các cái nhóm ngành cổ phiếu banh tăng hỗ trợ thị trường nhưng lại thanh khoản không lớn. Anh chị có thể để ý thấy cái nhóm ngành banh khi nó tăng ấy thì thường phải đi kèm khối lượng lớn, bởi vì cái nhóm ngành này chính là cái nhóm ngành mà phải cần rất là nhiều tiền để đi lên. Nhưng ngày hôm nay chị có thể thấy cái nhóm ngành banh đi lên nhưng cái thanh khoản của nó không hề lớn đấy chị ạ, cái thanh khoản của nhóm ngành banh ngày hôm nay rất là nhỏ, nó không được tích cực đấy chị ạ, nó không có một sự bùng nổ với thanh khoản đấy. Đây là một yếu tố nữa thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi, liệu có phải là một phiên liệu có một phiên là tạo lập họ cố tình họ kéo banh lên để cho điểm số thị trường ta vượt qua ngưỡng 1.300 điểm, để cho nhà đầu tư chúng ta cảm thấy là bớt lo lắng và bắt đầu chúng ta sẽ giải ngân sau cái vùng 1.300 điểm này trước khi họ có một cái động thái rũ hàng rất là mạnh ở phía sau đấy. Anh chị phải đặt ra câu hỏi như thế chị nhá, đấy bởi vì thị trường ta tăng này không có vô này mở gap này đấy, lại còn kéo banh với thanh khoản thấp đấy, những cái điều đó là anh chị phải cần cẩn trọng, bởi vì nó có thể tạo cho anh chị cái mặt điểm về đẹp về chỉ số, nghĩa là tích cực của mặt chỉ số, nhưng cái nội tại về thanh khoản, nội tại về việc kéo thì anh chị nên chú ý cái điều đó chị nhá. Đấy thì hiện tại thị trường ta nó vẫn đang trong cái quá trình để lấp lại cái vùng giá 1.330 điểm, nghĩa là so với cái điểm số hiện tại là cái điểm số 1.300 điểm đóng phiên trong ngày hôm nay thì nó chỉ còn đâu đó khoảng 23 điểm thôi đấy. Cái việc kéo 23 điểm thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ cần kéo một phiên, nó kéo vài con banh vài con trụ là ngay lập tức lên đến đấy ngay thôi đấy, ngay lập tức lên ngay lên đấy thôi. Nên là cái lời khuyên của em dành cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta ấy, là đối với những cái phiên tiếp theo là anh chị em chúng ta bắt đầu hạn chế mua mới, đặc biệt là những cái cổ phiếu đã tăng nóng trong phiên ngày hôm nay, đã có sự bùng nổ trong ngày hôm nay, hay là những cái cổ phiếu đã tăng nóng trong đoạn trước đây, và hạ cái quy mô của mình xuống. Chẳng hạn như là ngày hôm nay anh chị mua 100 triệu đi nhưng ngày mai anh chị chỉ mua cho em 50 triệu thôi đấy, hoặc là anh chị chỉ mua 30 40 triệu thôi, anh chị nhớ cho em điều đó. Chúng ta hãy hạ quy mô xuống đi, bởi vì em đánh giá thị trường chúng ta sau cái phiên ngày hôm nay nó nếu mà nói về cái mặt nội tại thì em đánh giá nó không được tích cực cho lắm chị nhá. Đấy, thu hẹp vào. Và có một điều nữa trong hiện tại anh chị ok là đồng ý là thị trường ta nó vượt qua mốc 1.300 điểm, tuy nhiên thì bao nhiêu anh chị em nhà đầu tư chúng ta kiếm được lợi nhuận khi nó vượt qua mốc 1.300 điểm? Chắc chắn rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta dù ngày hôm nay nó tăng 1.300 điểm nhưng có khi cổ phiếu anh chị vẫn đâm đầu giảm, đúng không, vẫn cắm đầu giảm đúng không chị? Đấy thì nó vẫn là liên quan đến cái việc không phải điểm số thị trường bao nhiêu, mà vấn đề là anh chị em chúng ta kiếm được cái cổ phiếu nào để chúng ta mua trong hiện tại anh chị nhá. Đấy, vấn đề nó sẽ nằm ở cái việc là chúng ta sẽ chọn cổ phiếu ra sao trong hiện tại để nó mua được, để mang lại cái lợi nhuận cho anh chị. Đấy, thì anh chị vẫn phải chú trọng điều đó. Còn cái điểm số nó có thể tăng lên 2.000, 3.000 mà anh chị chọn sai cổ phiếu anh chị vẫn thua lỗ thì cái điểm số nó chẳng mang lại ý nghĩa gì cho anh chị, đúng không? Đấy, thì anh chị vẫn phải chú ý điều đó cho em. Và không được tham gia vào cổ phiếu tăng nóng nhá. Chẳng hạn như cổ phiếu trong nhóm ngành của thủy sản anh chị đó. Đấy, nếu như anh chị đua vào đấy anh chị có thể thấy là hiện tại là gặp rất là rủi ro rồi. Đấy, chị đua vào những cái cây tăng rất là mạnh bên trên thì anh chị có thể gặp rất là rủi ro rồi. Hay là con Duy đi, em đánh giá nếu như chị nào ngày hôm nay chúng ta mà mua những cái cây đua bên trên này thì em đánh giá nó không được tích cực cho lắm đấy, không được tích cực cho lắm nha anh chị nhá. Đấy thì anh chị chú ý cho em là chúng ta sẽ
hạn chế mở mua trong giai đoạn tiếp theo, bởi vì rất có thể thị trường chúng ta ấy, nó có thể tăng lên đây, có thể đồng ý nó kéo lên đây đúng lớp đến gấp này, sau đó nó gì nó có một cây nó rơi xuống đây thì làm sao chúng ta sẽ không kịp phản ứng, bởi vì thị trường ta ngày hôm nay tăng nó không được cái sự đồng thuận về cái thanh khoản, nghĩa là dòng tiền nó không tham gia. Chẳng hạn như chúng ta đánh giá đúng không, khi mà vượt qua 1.300 điểm là anh chị em nhà đầu tư chúng ta phải phát tiền và chúng ta mua chứ, nhà đầu tư tổ chức gọi phải mua chứ, bởi vì vượt qua được cái ngưỡng gì đó rồi thì dòng tiền phải đổ vào chứ, nhưng nó không thì chúng ta vẫn ở cái mức thanh khoản rất là thấp. Đấy là một cái điều mà anh chị cần phải quan sát, cần phải chú ý, và em chân thành khuyên anh chị là trong những phiên tiếp theo hãy cẩn trọng, thật là cẩn trọng chứ nhá. Có thể anh chị mua từ phiên ngày mai nó bắt đầu nó sẽ gặp một cái rủi ro và điều chỉnh rất là cao đấy. Đấy, anh chị chú ý cho cái điều đó. Và anh chị cứ đảm bảo là trong hiện tại phải tuân thủ được ba cái điều sau. Đầu tiên là chọn cổ phiếu mua. Đấy, thứ hai là chọn được cái vùng bán ra cổ phiếu, chốt lời cổ phiếu. Đấy, thứ ba gì? Thứ ba là phải biết cắt lỗ cổ phiếu. Đó là ba cái điều tiên quyết trong hiện tại anh chị phải làm được nhá. Chọn cổ phiếu tốt, chọn cổ phiếu đúng này. Đấy, và gì? Và chọn được cái vùng mua, sau đó gì? Phải chọn được cái vùng bán ra cổ phiếu, và cuối cùng là phải chọn được vùng cắt lỗ nếu như mình sai. Đó là ba điều anh chị phải chú ý trong hiện tại nhé chị nhá. Và sau đây thì em chia sẻ thêm với anh chị một cái điều như sau. Hiện tại có rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta mà mua vào cổ phiếu chúng ta không biết bán ra thời điểm nào này. Và nhiều anh chị lại gặp một cái tình trạng là cổ phiếu đang trong cái giai đoạn nó đang phân phối rồi, nó chuẩn bị giảm giá rồi, anh chị lại mua vào bởi vì anh chị nghĩ là những cái cổ phiếu nó đang ngon, nó đang rất là tốt. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái mẫu hình, một cái mô hình nến, đó là mô hình nến đường ray xe lửa nhé. Đường ray xe lửa chị, anh chị nhìn đây, em sẽ hướng dẫn cho anh chị, mỗi ngày em sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái kiến thức nhỏ thôi để anh chị có thể tích góp từng ngày, để anh chị có thể dần dần nâng cấp được kiến thức của mình. Đó là cái về cái mẫu hình đường ray xe lửa. Đây là cái mẫu hình nó thường xuất hiện ở đỉnh của cổ phiếu, và anh chị em chúng ta khi nhìn thấy mẫu hình này, đó là một cái dấu hiệu để cho anh chị em chúng ta biết thoát ra cổ phiếu, thoát ra cổ phiếu. Dù sau này nó có thể có quá trình tái trở lại chúng ta sẽ quay lại sau, nhưng khi anh chị nhìn thấy cái mẫu hình này thì anh chị phải ngay lập tức thoát ra cổ phiếu, bởi vì nó rất là rủi ro cho anh chị. Đấy nhá chị nhá. Thì cái đường ray xe lửa này nó sẽ được định nghĩa ra sao? Đường ray xe lửa này nó là cái sự kết hợp của hai cái phiên giao dịch liền nhau với cái biên độ nến dao động rất là lớn này chị nhá. Nghĩa là cái phiên trước có thể nó tăng trần, phiên sau thì nó ngay tức giảm sàn, nghĩa là tạo ra hai cái cây nến ở hai cái thái cực khác nhau chị nhá. Càng rộng lớn thì anh chị càng thể hiện được đó là một cái phiên rất là rủi ro, bởi vì nó thể hiện cái tâm lý của nhà đầu tư đang bị biến động rất là lớn, nó thể hiện một cái sự kéo lên bán xuống, kéo lên bán xuống của nhà đầu tư tổ chức trong những cái cây nến đó, bởi vì nó không có sự ổn định, nó tăng giảm, đó là một sự không ổn định, bất ổn định rồi thì chúng ta phải coi chừng. Đó lý do vì sao nó tạo ra cái hình thái đó, gọi là cây nến cặp nến đường ray xe lửa chị nhá. Đấy, phiên trước tăng rất mạnh chị này, phiên trước này tăng xanh này, tăng trần, phiên sau giảm ngay xuống. Đây phiên trước là giảm sàn nhưng phiên sau tăng. Đây là cái mô hình này ở đáy nhá, em đang nói mô hình ở đỉnh này. Đấy, nó sẽ tạo ra đấy hai mô hình này, nói chung là nó cứ phiên trần phiên giảm, phiên trần phiên giảm. Đấy, nó thể hiện cái điều đó. Và những cái phiên giảm giá thường đi kèm với khối lượng lớn chị nhá, thường đi kèm với khối lượng lớn, chị chú ý em cái điều đó. Thì em sẽ lấy ví dụ cho anh chị để anh chị có thể hiểu rõ hơn, để anh chị biết được là anh chị sẽ tránh được cái cổ phiếu đó nó đang trong cái quá trình phân phối và anh chị sẽ không mua phải. Đầu tiên em sẽ lấy một con đó chính là con HAH. HAH thì ngày hôm nay có một bạn ấy mua phải con HAH này, thì có thể là do bạn ấy đang không hiểu rõ, có thể chưa nắm được cái mẫu hình này. Đấy, như em thì em chắc chắn sẽ không vào mua. Đây anh chị nhìn lên đây thì anh chị có thể nhìn thấy cái mẫu hình đường ray xe lửa đâu không? Nếu như chị nhìn vào cái hình ảnh này, đó là một phiên gì, một phiên tăng trần và một phiên giảm sàn, thì có phải là nó giống cái phiên đây không, nó giống đây không ạ? Đây ạ, giống cho anh chị. Nghĩa là cái phiên trước đó thị trường khi tăng nó tăng 3,45 điểm, nhưng cái phiên sau đó nó ngay lập tức nó giảm 5,56 điểm, nó tạo ra cái hình thái của đường ray xe lửa cho anh chị. Và cái phiên giảm giá này với thanh khoản rất là lớn, thanh khoản rất là lớn đấy, anh chị thấy chưa? Đây nó cứ tăng lên giảm tăng giảm vào những cái phiên thanh khoản rất là lớn. Đây là cái đường ray xe lửa anh chị nhá, anh chị nhìn thấy chưa? Nó giống như cái hình ảnh đây chưa? Đấy, phiên trước tăng phiên sau giảm, nó cũng giống như này. Đấy, phiên trước tăng phiên sau giảm. Hay là anh chị nhìn lên về cái quá khứ của nó thôi, anh chị có thể nhìn thấy con HAH ngày trước đây. Đây là đường ray xe lửa anh chị. Anh chị thấy chưa? Tăng này, tăng trần này, phiên sau giảm sàn. Thì đây là một cái dấu hiệu mà anh chị chúng ta cần phải biết để bán ra cổ phiếu và không được mua cổ phiếu. Nghĩa là anh chị em nhà đầu tư chúng ta khi mua được vùng giá bên dưới mà anh chị nhìn thấy hai cái cặp nến, nhìn thấy cái cặp nến này nó xuất hiện, là anh chị em chúng ta chẳng cần biết là ngày mai ra sao, anh chị cứ bán ra cho em. Hoặc là anh chị em nào đang có ý định mua khi nhìn thấy cặp nến này là anh chị em lập tức không được mua, được chưa anh chị?
Đấy, em sẽ lấy thêm ví dụ cho anh chị. Gần nhất tiếp tục là con ARV đi. Để chúng ta có thể nhìn được cái cổ phiếu đang gần hiển hiện ngay trước mắt anh chị, để chúng ta có thể tránh được anh chị nhá. Đấy, ARV nhá. ARV đây, em chỉ cần lấy cái ví dụ trước đây. Đây nhá. Xe lửa cho anh chị. Xe lửa chưa? Đấy, cứ một phiên trần, một phiên sàn, một phiên trần, phiên sàn. Bốn cây nến này tạo ra cái đường ngay xe lửa cho anh chị. Đây, này, giảm này, tăng này, giảm tăng. Anh chị thấy chưa? Giảm tăng này. Đấy, nó giống cặp nến này chưa? Cứ tăng giảm, tăng giảm, tăng giảm, tăng giảm. Thì đó là cái cặp nến của đường ray xe lửa. Và những cái phiên giảm giá anh chị thấy thanh khoản lớn chưa? Thanh khoản lớn chưa? Và sau đó là gì? Và sau đó anh chị nhìn thấy cái kết cục chưa? Sau cái đợt đó là một đợt giảm giá rất là mạnh của cổ phiếu của ARV. Đó là cái gọi là đường ray xe lửa anh chị nhá. Còn hiện tại sao? Hiện tại cổ phiếu ARV nó có tình trạng không ạ? Nó đang có tình trạng đó anh chị nhá. Anh chị thấy chưa? Nó là một phiên gì ạ? Tăng này, tăng này. Một phiên tăng nhá. Một phiên lại giảm này. Một phiên tăng này, lại một phiên giảm. Và những cái phiên giảm bắt đầu cái sự thanh khoản bắt đầu có sự lớn dần lên. Đây là một cái dấu hiệu gì ạ? Dấu hiệu để anh chị em chúng ta nhận ra và bắt đầu. Những anh chị em đang có ý định mua thì chúng ta sẽ đừng có mua. Những anh chị em nào chúng ta đang cầm cổ phiếu thì hãy nhanh nhanh chóng chóng bán bớt cổ phiếu ra đi. Anh chị hiểu chưa ạ? Anh chị nhớ cho em nhé. Đây là cái đặc điểm mà anh chị em nhà đầu tư chúng ta cần biết. Đấy, đây là mẫu hình xe đường ray xe lửa, nó rất hay xuất hiện ở trên đỉnh của cổ phiếu chị nhá. Và sau này nếu như cổ phiếu của ARV nó có tích lũy lại bên trên này thì chúng ta sẽ tham gia lại sau. Chúng ta cần gì phải cầm lâu chị, chúng ta tham gia lại sau. Còn chẳng may ngày mai nó giảm xuống đây thì làm sao? Chẳng may nha, em nói chẳng may giảm xuống đây thì có phải là anh chị mất một khoản lợi nhuận bên trên này không, và anh chị còn chẳng biết là gì nó giảm đến bao giờ. Đấy, thì khi chị nhìn thấy cái dấu hiệu về đường ray xe lửa là anh chị hãy bán cổ phiếu ra chị nhá. Đây là con gì, em sẽ lấy thêm một ví dụ chẳng hạn như con STB ngày xưa đi, cổ phiếu STB. Đó, cổ phiếu STB khi đạt đỉnh đây thì nó có phải tạo ra cái mẫu hình đường ray xe lửa đây chưa anh chị? Một này, đây chưa, cặp cặp nến đường ray xe lửa xuất hiện trên đỉnh chưa, trên đỉnh Trường Sơn chưa anh chị? Thì sau đó làm sao? Thì sau đó cổ phiếu của STB đã rơi vào một quá trình gì ạ? Một quá trình điều chỉnh này. Đấy, và sau đó chả biết đến bao giờ anh chị có thể quay trở lại đây nữa này. Đây, đúng chưa? Đây, cặp nến nó tiếp tục xuất hiện đây này, nó cứ xuất hiện trên vùng đỉnh này. Và nếu như anh chị em nào chúng ta chỉ cần biết một cái kiến thức rất là đơn giản như thế thôi, là anh chị em chúng ta đã không mua vào những cái cổ phiếu nó chuẩn bị giảm giá, hay là chúng ta đã bán được ở những cái vùng giá tốt nhất. Anh chị hiểu chưa ạ? Đấy là cặp nến của gì, đường ray xe lửa nhá, cái mô hình đường ray xe lửa. Thì anh chị hãy chú ý cho em, hiện tại những cái cổ phiếu nào đang có cái mô hình đó thì anh chị tuyệt đối không được mua vào, cũng như là anh chị đang có hàng thì hãy bán ra đi, sau này nó có quá trình tái tích lũy trở lại thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, hiện tại trong quá trong cái nhóm cổ phiếu của thủy sản có con VSC này, nó cũng đang có mô hình đó nhé, VSC ANV đang có nhé. Đấy, thì anh chị em chúng ta hãy cần cẩn trọng, hãy chúng ta cứ giảm tỷ trọng đi, rồi chúng ta sau này nó có quá trình tái tích lũy trở lại bật tăng thì chúng ta lại tham gia lại sau. Chúng ta không cần phải quá giữ lâu làm gì cả khi nó đã có những cái dấu hiệu không được tích cực cho lắm anh chị ạ. Đấy, thì anh chị chú ý cho em, đó là cái kiến thức mà em muốn chia sẻ với anh chị nó trong ngày hôm nay. Anh chị nhớ like video, nhớ đăng ký video của em để nhớ đăng ký kênh của em và bấm chuông báo để cập nhật những cái thông tin, những cái chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí trên kênh của em. Nó như vậy thôi nhưng nó sẽ giúp ích được rất nhiều anh chị chúng ta trong quá trình đầu tư. Nó là những cái kiến thức mà anh chị có thể tìm trong những cuốn sách, nó cũng có thể không có, nó mang tính thực tiễn rất là nhiều. Thì anh chị hãy like ủng hộ em và đăng ký kênh của em anh chị nhé, để những video sau em sẽ chia sẻ được nhiều hơn những kiến thức tới anh chị em nhà đầu tư. Thì sau đây chúng ta cũng đi vào để nhìn qua một số cái nhóm ngành cổ phiếu trong ngày hôm nay. Đấy, và chúng ta sẽ đánh giá xu hướng trong thời gian tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta cứ đi thẳng luôn vào nhóm ngành thủy sản mà em vừa phân tích với anh chị. Hiện tại thì nhóm ngành thủy sản đánh giá là gì ạ? Là một số cổ phiếu nó đang không được, nó đang vận động không được tích cực cho lắm, nên anh chị em nhà đầu tư chúng ta có thể hạn chế tham gia nhóm ngành thủy sản trong thời hiện tại. Đấy, chẳng hạn như con VSC với cái mô hình nó cứ đi lên đi xuống như em vừa giải thích, nó đã tạo thành những cái mô hình đường ray xe lửa. Đây là một cái dấu hiệu cảnh báo cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta khi mà anh chị thấy cái phiên giảm giá ngày hôm nay với cái thanh khoản khá là lớn thì đây là một cái điều không được tích cực cho lắm nha anh chị nhé. Đấy, thì anh chị không được tham gia. Bây giờ đợi quá trình tái tích lũy trở lại của nó sau này nó tái tích lũy trở lại thì chúng ta sẽ tham gia sau. Còn hiện tại em đánh giá chúng ta sẽ đứng ngoài, được chưa? Có thể ngày mai như con VSC này, có thể ngày mai chị nhá, nó có thể nó tăng lên, nhưng anh chị có chắc chắn T3 chị về có lãi hay không? Đấy là câu hỏi mà em dành cho chị. Tiếp theo là con IDI ạ. IDI thì sao? Ngày hôm nay cũng là một phiên giảm giá, thanh khoản cũng đang có sự tăng lên và nó cũng đang có sự dao động rất là lỏng khi gặp lại cái vùng đỉnh bên trên này. Đấy, thì anh chị hãy cân nhắc cái việc tham gia của mình đối với cổ phiếu IDI. Còn em thì em khuyên anh chị là chúng ta không tham gia. Cổ phiếu ANV thì sao? Cổ phiếu ANV thì em vừa chia sẻ rồi, nó cũng đang hình thành cái mô hình gì ạ? Những cái mẫu hình đang dao động rất là lỏng ở trên vùng đỉnh.
thì chúng ta hãy hạn chế tham gia. Anh chị nào có hàng thì hãy canh bán ra, còn anh chưa có thì hãy đứng ngoài cho em. Tiếp theo là cổ phiếu của CMX. Cổ phiếu CMX sau cái phiên tăng rất là mạnh ngày hôm qua thì ngày hôm nay khi nó gặp lại vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên thì nó đã có nhịp điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên để mua mới cổ phiếu CMX thì em đánh giá là chúng ta sẽ không mua, bởi vì điểm mua của CMX nó sẽ nằm bên dưới này. Đấy, nằm vùng giá bên dưới này. Còn hiện tại anh chị mua vùng giá bên trên nó sẽ không được tốt nha anh chị nhá. Mặc dù nó là cái cổ phiếu ngày hôm nay giữ giá tốt hơn so với những cổ phiếu khác, nhưng em đánh giá chúng ta sẽ hạn chế tham gia. Lý do của nó giữ giá tốt đơn giản là vì nó đã tăng rất là ít trong đoạn vừa qua thì nó giữ giá tốt thôi. Cổ phiếu là tăng càng nhanh thì nó càng giảm mạnh. Chẳng hạn như ARV đúng không chị? Tăng này thì nó giảm mạnh là điều hiển nhiên. Còn ông CMX này ông đi mãi, ông đi từ đáy lên đây được một tí thì ông giảm ít là đúng rồi. MC sao? MC thì nó đã quay trở lại vùng kháng cự đỉnh cũ và ngày hôm nay làm một cái cây nến. Anh chị có thể thấy là cái cây nến đang bị gì ạ? Nó bị bán ra thanh khoản khá là lớn. Đấy thì chúng ta sẽ chưa tham gia vội. Anh chị hãy đợi cho con MC này, nếu như nó có quá trình tái tích lũy ở bên đây đủ tốt anh chị nhá. Với thanh khoản có sự cạn kiệt dần, thanh khoản lớn này là không tốt này. Và sau này với thanh khoản có sự cạn kiệt đi, với cái sự bùng nổ về giá và thanh khoản thì chúng ta mới tham gia. Còn hiện tại chúng ta sẽ không tham gia đối với cổ phiếu của MC. Vội anh chị nhá. Tham gia vội. Đấy, vừa phân tích với anh chị đó là cổ phiếu trong nhóm ngành của thủy sản ngày hôm nay có MPC duy nhất trong nhóm ngành thủy sản thì nó đã có những cái phiên tăng giá liên tục. Nghĩa là trước đây cái nhóm ngành thủy sản nó chạy rất nhiều rồi, nhưng mà ông này ông không tăng thì hiện tại ông chỉ tăng mù thôi. Còn cái việc mà để mua mới đối với cổ phiếu MPC thì em khuyến nghị anh chị là chúng ta sẽ không mua mới chị nhá. Cổ phiếu MPC nó chạy rồi thì thôi, chúng ta sẽ bỏ qua. ACL sao? ACL thì vừa em phân tích rồi. Đấy thì đấy là một số cổ phiếu cho anh nhóm ngành thủy sản thì hiện tại chưa có điểm mua mới thì chúng ta hãy hạn chế tham gia. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành hàng không cảng biển. Nhóm ngành hàng không cảng biển thì ngày hôm nay đã có một cái sự phân hóa trong cái việc tăng giá. Những cái cổ phiếu tăng giá ít trước đó chẳng hạn như con DSP này thì ngày hôm nay cũng có một cái phiên tăng khá là tốt, hay là con SGP. Nói chung là các cái cổ phiếu kênh dưới của nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành cảng biển ngày hôm nay nó có một cái sự bật tăng. Tuy nhiên thì nó chỉ là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi, nên anh chị em chúng ta cũng không có cái điều gì mà phải hối tiếc để tham gia. Còn các cổ phiếu kênh trên như con HAH, đấy HAH thì em khuyến nghị anh chị chúng ta sẽ không tham gia. Lý do vì sao? Lý do thứ nhất nó đã tạo ra cái mô hình đường dây xe lửa như em vừa chia sẻ phía trước rồi. Lý do thứ hai là anh chị có thể thấy là những cái phiên nó đang giảm giá với thanh khoản rất là lớn đây, thì chứng tỏ đây chúng ta chả cần phải có kiến thức nhiều, chúng ta chỉ cần nhìn chúng ta biết đây là một cái cây nến phân phối đúng không ạ? Phân phối luôn, thanh khoản lớn là phân phối luôn. Đấy, còn cái việc nó phân phối sau này nó tích tái tích lũy trở lại thế nào chúng ta sẽ tính sau, nhưng trước mắt chúng ta đã nhìn thấy đó là những cái cây nến phân phối rồi và chúng ta đừng có lao vào làm gì nữa chị nhé. Đó là HAH. VSC sao? VSC thì nó cũng thực ra VSC nó chưa xấu, nhưng ngày hôm nay nó đã bị biến động theo cái cổ phiếu HAH, nghĩa là con leader của dòng cảng biển ngày hôm nay nó đã bị trọng thương, thì các cái con mà đi theo thì nó cũng sẽ có những biểu hiện tương tự. Thì ngày hôm nay con VSC mặc dù có một phiên giảm thanh khoản thấp nhưng gì ạ? Nhưng anh chị có thể thấy là cái biên độ giảm giá lại lớn, thì đây không phải là một điều tích cực anh chị nhá. Anh chị chú ý cho em, trừ khi nó giảm giá với cái biên độ nhỏ, thanh khoản thấp thì em đánh giá là tốt. Nhưng cổ phiếu của VSC nó đã giảm từ cái vùng giá cao nhất là vùng giá 50 năm đến cái vùng giá kết phiên là vùng giá 52.5, nghĩa là gì? Nó mất 2,5 giá và cái biên độ lớn, thanh khoản không gia tăng, chứng tỏ một điều đây là gì ạ? Chứng tỏ là cái lực cầu ở đây người ta không bắt, thì đó là một điều không được tích cực. Chúng ta không phải cứ nhìn thấy cái biên độ gì chúng ta cứ nhìn thấy thanh khoản thấp là chúng ta đánh giá tích cực, đó là một điều hoàn toàn sai lầm. Chị nhớ cho em nhé, nhớ cho em trong cách xem biểu đồ mình. Thì em đánh giá ngày hôm nay nó giảm giá nhưng mà thanh khoản không lớn thì em đánh giá nó không được tích cực đâu anh chị ạ, nó không được tích cực đâu. Đấy thì anh chị chú ý, nếu như có VSC thì anh chị hãy canh bán ra. Thực ra thì em mua ở đây và ngày hôm nay đã chốt ở trên vùng giá trên cao rồi đối với VSC. Hay là con GMD, GMD thì ngày hôm nay cũng là một phiên giảm giá mở biên khá lớn vào cuối phiên và thanh khoản không có sự cải thiện, chứng tỏ là không có lực đỡ. Và anh chị có thể đấy, nó mở biên và gì mà nó không có lực đỡ, đó là cái điều thì chúng ta sẽ có thể quan sát thêm trong những phiên tiếp theo. Tuy nhiên thì ngày mai cái lượng hàng T3 của cái phiên ngày 6/6 đã về đấy, thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục là những cái nhịp đạp xuống sâu bởi vì cái lượng cung đấy rất là nhiều đấy. Thì anh chị em nếu như đánh ngắn thì chúng ta có thể chấp nhận lỗ một chút để chúng ta ra, sau này quá trình tái tích lũy trở lại, sau này con GMD thì chúng ta có thể tham gia lại sau đấy. Còn việc để chúng ta ngắn thì em đánh giá không tốt lắm, bởi vì con GMD nó cũng đã đi lên một đoạn rất là cao từ đây rồi thì có thể nó sẽ điều chỉnh sâu hơn xuống bên dưới này đấy, có thể điều chỉnh xuống cái vùng nền giá bên dưới này đấy, thì có thể chúng ta sẽ bị thua lỗ lớn hơn và chúng ta nó không chịu được, chúng ta lại bán ra thì có thể bán ngay được đấy. Đấy thì anh chị hãy chú ý đến con GMD. Nói chung là ba con này thì em đánh giá là chúng ta sẽ chưa tham gia vội, và anh chị có hàng thì cân nhắc để chúng ta sẽ bán bớt ra. Đó là cổ phiếu của nhóm ngành hàng không cảng biển.
Trong đoạn tới thì em muốn chú ý với anh chị đó là cái nhóm ngành của cổ phiếu phân bón chất, anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu nhóm ngành đó đi anh chị nhé. Nhóm ngành phân bón chất ngày hôm nay đã có cái nhịp chững lại, nhưng đây là một cái điều kiện rất là cần, bởi vì cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất nó đã quay trở lại vùng kháng cự đỉnh cũ trên này rồi đấy, thì có thể nó sẽ tích lũy đến 2-3 phiên thì sau đó nó có cái sự thu hẹp dần về cái biên độ ở đây, với cái sự cạn kiệt về thanh khoản thì nó có thể đi đấy. Trường hợp của DCM nó sẽ như thế được chưa anh chị, hay là cổ phiếu DPM nó cũng như thế, cổ phiếu DPM cũng đang gặp lại vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên thì nó sẽ cần một quá trình gì ạ, quá trình gì tái tích lũy trở lại thanh khoản cạn kiệt, sau đó nó bùng nổ, anh chị em chúng ta có thể lên tàu. Anh chị em chúng ta đã nhìn thấy cơ hội chưa ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội mà nó đang chuẩn bị xuất hiện đấy, chứ không phải là ngày hôm nay anh chị thấy cái nhóm ngành của ở ngân hàng, nhóm ngành của bất động sản tăng rất là mạnh là anh chị lại bảo là nhóm ngành lại quay trở lại với nhóm ngành đó, xong rồi kỳ vọng. Chúng ta hãy nhìn ra những cái cơ hội mà khi mà nhiều người đang không nhìn ra, thì em đang nhìn thấy cái nhóm ngành của cổ phiếu hóa chất này chính là cái nhóm ngành mà chúng ta nên chú ý trong đoạn tiếp theo được chưa anh chị. Còn DPM thế anh chị, nó tái tích lũy trở lại gặp lại vùng đỉnh thôi, thì nó đi 2-3 phiên nữa nó xin hè đây nó đi thì sao, thì lên tàu đúng không anh chị. Chúng ta phải nhìn ra những cái cơ hội như này, hay là con LS. LS thì tại sao em đánh giá nó tốt, nó tốt bởi vì sao, nó đang có những phiên test cung này, một này, hai này, ba này. Ngày mai mà ngày mai phục hồi sao, ngày mai phục hồi có chiến không chị, ngày mai con LS này anh chị này, đấy thì nó đã có 3 phiên rồi anh chị, và nó xây cái vùng vai bên này, này. Đấy, vai đầu vai đây đấy, thì có thể nhá, con LS này ngày mai nó có một cái nhịp nhúng sâu bên dưới này, và cuối phiên nó có nhịp phục hồi, thì sau khi cổ phiếu nó có những cái phiên test cung liên tục này, nó đã test cung liên tục này, thì chúng ta có thể mà vì thế được anh chị nhá. Anh chị chú ý con LS này, nếu như ngày mai nó có giảm sâu bên dưới và nó có nhịp rút chân lên bên trên thì anh chị có thể mở một vị thế nhỏ, đó là cái điểm mua sớm để săn điểm nổ cho anh chị nhá. Thế anh chị chú ý con LS này được đấy, nó có thể giống như con ta này, anh chị nhìn thấy con ta này nó cũng giống như thế ạ, con ta thì nó cũng giai đoạn trước này đấy, nó cũng có một nền giá chị nhá, nó sẽ có những cái phiên test cung trở lại này đấy, nó sẽ những cái phiên test này đấy, thanh khoản nó thấp dần thì cái phiên phục hồi sau này này đấy là cái điểm chúng ta sẽ mua này. Đấy thì chúng ta sẽ săn điểm nổ đấy được chưa anh chị. Anh chị chú ý được con tiếp theo là con DGC. DGC ngày mai tăng nhà thì chúng ta sẽ không điểm mua nữa, và chúng ta cứ cho đi thôi, nó chạy hết cái quá trình của nó. Và anh chị chú ý một cái điểm không được tích cực cho con DGC ngày hôm nay chính là cái việc nó tăng nhưng cái thanh khoản nó thấp, thì đây là một điều không được tích cực, nó hình thành một cây nến gì ạ, cây nến hang hanging man, đó là cây nến treo cổ đấy, nến treo cổ trong nến Nhật anh chị nhá. Đây là một cây nến không được tốt cho lắm và cái thanh khoản thấp là không được tích cực. CSV thì hiện tại nó đang kéo lại vùng đỉnh bên trên và nó chưa có một nhịp chỉnh là đáng kể, nên anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ không tham gia. Đấy là cổ phiếu trong ngành hóa chất được chưa chị, ngành chất. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cổ phiếu trong ngành dầu khí. Cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí thì ngày hôm nay nó đã gặp phải một cái áp lực chốt lời ở một số cổ phiếu, chẳng hạn như là con đều gặp áp lực. Ngày hôm nay cổ phiếu OI tăng rất là tốt ở đầu phiên nhưng mà cuối phiên đã bị bán và kết phiên ở mốc 15.6. Việc tham gia cổ phiếu OI trong giai đoạn hiện tại thì em đánh giá là chưa cao, bởi vì hiện tại cổ phiếu OI đã gặp lại vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên, nó sẽ không được tích cực, nó sẽ không được đi nhanh. Chúng ta chờ đợi thêm. Ngày hôm nay cổ phiếu PVD, ngày hôm nay cổ phiếu PVD thì nó hơi đáng tiếc một chút khi nó có cái thanh khoản rất là lớn vào, nhưng cái biên độ tăng ngày hôm nay của nó chỉ là 2,77%, thì đây là một cái điều nó không được hoàn hảo lắm cho cái phiên ngày hôm nay khi dòng tiền lớn tham gia vào. Một phần có thể giải thích bởi vì nó đã quay trở lại cái vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên này, nó rất là dày, thì ngày hôm nay đã có những cái nhịp điều chỉnh trở lại. Hay là cổ phiếu, tất nhiên là PVD chúng ta sẽ vẫn có thể quan sát được và kỳ vọng trong thời gian tới nó sẽ tạo một cái nền tiếp tục bên trên này trước khi có những nhịp đi tiếp theo. Đấy là cổ phiếu của PVD đang kỳ vọng sẽ như thế chị nhá. Tiếp theo là cổ phiếu của BSR sao? Cổ phiếu BSR anh chị có thể thấy là sau khi nó có nhịp bứt đỉnh thì hiện tại nó có nhịp chững lại. Theo đánh giá trong thời gian tới nhiều khả năng cổ phiếu BSR nó sẽ có nhịp quay trở lại test đỉnh ở đây và nó sẽ tạo được ra những cái vùng nền giá ở bên trên này trước khi có những cái nhịp đi tiếp theo. Thì việc của chúng ta, việc của anh chị em là chúng ta hãy đợi cho cổ phiếu BR nó sẽ có những cái quá trình tạo nền ở đây, tạo nền giá ở đây trước khi có những nhịp đi thì chúng ta sẽ tham gia được. Chúng ta đừng sợ lỡ cơ hội chị nhá, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi như những con báo chờ mồi chị ạ. Đấy là cổ phiếu BR. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cổ phiếu PVS. Cổ phiếu PVS thì hiện tại cũng đang gặp lại vùng kháng cự đỉnh cũ bên trên này thôi đấy, em vẽ ra chưa đây đấy, thì nó sẽ cần phải tạo một cái nền giá bên đây ở vùng giá 32 này trước khi có những cái nhịp đi tiếp theo. Thì anh chị hãy cũng kiên nhẫn chờ đợi chị nhá, đợi cho nó quá trình hình thành cái nền giá đủ tốt. Còn gap này là một cái con mà em khuyến nghị chị phải phải gì ạ, phải quan sát thật là kỹ vào, bởi vì con gap này anh chị có thể thấy không đấy, con gap này nó đang gặp lại, nó vượt qua vùng kháng cự đỉnh cũ đấy, vượt qua đỉnh, nó break đỉnh thì nó đang quay trở lại test đỉnh thôi.
thì quá trình test đỉnh này nó có thể mất đâu đó khoảng 4 đến 5 phiên nữa và chúng ta sẽ bắt đầu có thể xuất hiện ra những cái điểm mua mới cho anh chị em đầu tư chúng ta. Thì anh chị em nào chưa có hàng hãy chú ý đến cổ phiếu của Gap trong đoạn tới, nếu như nó tích lũy đủ tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể lên tàu anh chị nhá, chúng ta đừng để lỡ tàu. Đấy là cổ phiếu trong nhóm ngành của dầu khí, anh chị hãy chú ý. Đấy, còn PVT này trong nhóm ngành vận tải biển cơ, nhưng mà vừa phân tích vận tải biển thì em chưa phân tích, thì em sẽ phân tích luôn con PVT này cho anh chị nhá. PVT thì anh chị có thể thấy nó đã kéo về cái nền giá giữa rồi, nền giá giữa thì nó sẽ cần một cái khoảng thời gian tiếp tục tái tích lũy ở đây, tạo một cái nền giá đủ tốt, sau này nó sẽ có nhịp đi thì chúng ta sẽ tham gia sau đối với cổ phiếu PVT. Hiện tại mua mới thì chúng ta sẽ chưa mua mới, còn anh chị em nào chúng ta mua được cái cây ở bên dưới cây break, cái là cây bùng nổ ra đà đây ngày 25 tháng 5 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, còn việc mua mới thì anh chị em chúng ta sẽ hạn chế mua mới đi nhá. Đây là kịch bản PVT, đó là một số cái cổ phiếu trong nhóm ngành của dầu khí. Đấy, anh chị có cái cổ phiếu nào mà anh chị quan tâm thì anh chị hãy để bên dưới phần comment thì em sẽ trả lời giúp anh chị. Bởi vì trong một cái khuôn khổ video thì em sẽ không thể phân tích hết các anh chị, giúp các anh chị được. Mà anh chị có thể tham gia vào cái Zoom cộng đồng của em hoặc là về làm khách hàng của em thì em sẽ hỗ trợ anh chị phân tích các mã cổ phiếu và đưa ra những mã cổ phiếu tiềm năng. Đấy, nếu như anh chị vào cái Zoom khách hàng của em và anh chị nhớ like video, nhớ đăng ký kênh của em để cập nhật những cái thông tin mới nhất trên kênh của em trong thời gian tới chị nhé. Và rất là cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của em đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Chúc anh chị có những video chúc anh chị có những cái phiên giao dịch tiếp theo thành công. Và anh chị nếu có duyên hãy về đồng hành với em và chúng ta sẽ cùng nhau đi trên cái con đường đầu tư, tìm ra những mã cổ phiếu tốt nhất để lên tàu với nhau. Đấy, để đồng hành với nhau chị ạ, để chúng ta sẽ đi trên chặng đường dài của quá trình đầu tư. Thì em chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.